Ngày nay, sinh viên không cần đến năm 3 hoặc là năm 4 mới bắt đầu đi làm. Ngay từ khi học năm nhất, tôi đã thấy một số bạn cùng lớp đại học đã đi làm, từ những công việc phục vụ, thu ngân, bartender, đến những công việc văn phòng bán giấy. Tất cả chỉ là công việc part-time và các bạn vẫn có thể lên lớp đều đặn. Ngày đó, tôi ham chơi lắm, chỉ tìm công việc khi mà bị bắt buộc, để được qua môn thực tập doanh nghiệp. Dù vậy, với những trải nghiệm ngắn ngủi của mình, tôi vẫn hy vọng những chia sẻ của tôi sẽ giúp bạn phần nào trong lần đầu tiên bước chân vào công sở. Thực tập sinh thân mến, tôi muốn nói với bạn điều này. Thứ nhất, hành trình tìm việc dễ mà khó, khó mà dễ. Tìm việc rất dễ, nhưng mà cũng rất khó. Khó là vì có rất nhiều nơi không nhận bạn, nhưng mà lại dễ vì cũng có rất nhiều nơi để bạn lựa chọn. Tôi đã từng rất lo lắng đến căng thẳng vì không tìm được chỗ thực tập. Tôi lo lắng khi mà gửi CV rất nhiều nơi nhưng mà lại chẳng nơi nào phản hồi. Hoặc là có gọi đi phỏng vấn thì tôi cũng bị rớt. Tôi lo lắng là khi năm 3 rồi mà vẫn chưa đi làm bao giờ, không có kinh nghiệm gì thì chỗ nào mà thèm nhận. Như là câu chuyện con gà có trước hay là quả trứng có trước vậy. Không có kinh nghiệm nên là không công ty nào nhận. Nhưng mà công ty không nhận thì làm sao sinh viên có kinh nghiệm để đi làm. Tháng 5 và tháng 6 khi ấy, tôi đã bất an cho vô định, dẫn đến một việc mà mong là các bạn sinh viên đừng nên sa vào. Đó là nộp CV chỉ vì muốn có một công việc nào đấy để hoàn thành cho xong kỳ thực tập, chứ không hề hay biết công ty ấy là gì hoặc không có hứng thú với công việc. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó khăn khi tìm việc thực tập đầu tiên. Dựa trên kinh nghiệm của một sinh viên khi ấy, không có mối quan hệ xã hội nào, phải tự giải CV và chưa đi làm bao giờ, cộng thêm việc là sau này từng làm cho bộ phận tuyển dụng, tôi đã đúc kết ra những nguyên nhân như sau. A. Về mặt khách quan, một là đa số các công ty không cần thực tập sinh. Nghe lạ quá đúng không? Nhưng mà đúng là như vậy. Họ ưu tiên tuyển những nhân viên làm full time. Họ rất ít khi mở công khai đợt tuyển thực tập sinh với số lượng lớn. Tuy nhiên thì các cơ hội làm việc cho sinh viên vẫn rất là nhiều. Nếu như công ty nào đó đang tuyển thực tập sinh hoặc là cộng tác viên thì có nghĩa là phòng ban ấy của công ty đang có dự án mới. Khối lượng công việc rất nhiều nên là họ cần người phụ giúp với những công việc không đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu rộng. Ngoài ra, có thể là một người quản lý nào đó đang ôm đồm rất nhiều việc và họ cần một bạn sinh viên có thể giúp họ những công việc thiên về bàn giấy. Và có cả những trường hợp đó là những công ty còn non trẻ cần nguồn nhân lực trẻ. Có rất nhiều cơ hội xung quanh bạn. Nếu như thấy nơi nào đang tuyển cộng tác viên hoặc là tuyển nhân viên part-time thì có nghĩa là bạn hãy nộp CV thật nhanh vào. Cơ hội đang ngay trước mắt bạn ấy. 2. Là tìm nguồn thông tin ở đâu, làm sao cho thật hiệu quả, đặc biệt là với những sinh viên mà không có mối quan hệ. Có những công ty rất hiếm đăng những thông tin tuyển dụng trên những job site như là Vietnam Work, Career Builder, LinkedIn hay là Career Link. Vì đăng tin lên trên ấy phải tốn tiền, vị trí thực tập sinh không quan trọng đến mức đó. Thường thì họ sẽ post lên những fanpage của họ hoặc là trên những group việc làm ở trên Facebook, nhưng có thể bạn không tham gia group đó hoặc là nhóm đó không duyệt post của họ. Dù vậy, Facebook vẫn là kênh ưu tiên cho những bạn sinh viên muốn tìm việc làm part-time hay là thực tập. Tôi có gợi ý những trang Facebook hoặc là website mà bạn có thể tìm công việc đầu đời ở đây. B. Về mặt chủ quan, nguyên nhân chủ yếu là do bạn không phù hợp với công việc đó hoặc là không phù hợp với người quản lý của bạn. Ví dụ, bạn đang ứng tuyển cho vị trí thực tập viết nội dung, content intern, thì ít ra quá trình học tập và ngoại khóa của bạn, bạn phải có một vài điều gì đó liên quan đến công việc content. Nếu trong CV của bạn không có lĩnh vực nào liên quan đến content thì người ta không nhận là đúng rồi. Hoặc người ta sẽ quan tâm và gọi cho bạn vì người ta cũng đang cần gấp thực tập sinh, nhưng khi hỏi một vài câu thì người ta nhận thấy là bạn không thích hợp, không đủ kỹ năng thì đành chịu vậy. Hơn nữa, trong buổi phỏng vấn, nhà tuyển dụng sẽ hỏi một số câu, qua đó họ đã có cái nhìn sơ lược về bạn.
Nhiều khi bạn không được chọn chỉ vì về tính cách của bạn không hợp với người quản lý, không hợp với môi trường ở đây. Chẳng có gì to tát cả, chẳng có gì để buồn cả, bởi vì chính bạn cũng đang đi tìm nơi phù hợp cho mình đấy thôi. Là một công việc cũng như gặp cái duyên vậy. Nhiều khi tình cờ đến mức mà bạn phải ngạc nhiên. Không cần phải stress hay là nản chí gì đâu. Vì bạn có biết không, đã có hơn 1 triệu công ty ở trên đất nước mình. Ngoài ra, đối với một số lớp như là của tôi, ban giám hiệu thậm chí cho phép cá nhân sinh viên tự lập ra một dự án xã hội thay cho hình thức đi làm công ty. Nghe cũng thú vị phải không? 2. Mọi việc không hề đáng sợ như là bạn nghĩ. Tôi đã từng rất sợ đi làm, vì không biết đi làm là như thế nào. Nhất là đối với những sinh viên mà không có kinh nghiệm và những kiến thức học trên trường thì lại khó áp dụng trực tiếp vào lĩnh vực mà tôi apply. Tôi sợ đến ngày đi làm sẽ không biết phải làm như thế nào. Tôi nghe nói là không có ai muốn hướng dẫn cho một sinh viên thực tập cả. Tôi nghe nói rất nhiều điều, nhưng mà những điều mà tôi trải nghiệm lại thì lại chẳng giống những gì mà tôi được nghe. Ở cả hai nơi mà tôi từng làm, tôi đều được hướng dẫn rất là tận tình, được cầm tay chỉ việc và được trả tiền để đi học. Tôi nhận ra việc thực tập và đi làm chính thức đều chẳng đáng sợ. Chỉ cần một chiếc laptop và wifi, bạn đã có thể làm việc. Người ta thuê bạn để bạn làm theo lời người ta, thì người ta có trách nhiệm hướng dẫn để bạn làm đúng ý họ. Hướng dẫn người mới là một việc căn bản mà bất kỳ ai đều có thể làm được, nhất là ở cấp quản lý. Không biết, không hiểu thì hỏi. Người ta còn phải cảm ơn vì bạn đã hỏi họ nữa. Khi đi làm rồi thì tôi mới nhận thấy rằng thực tập sinh sẽ làm những công việc đơn giản thôi. Chỉ cần chịu khó một chút và tinh ý một chút thì đâu sẽ vào đó. Không có gì là phức tạp cả. Cái đáng chú ý ở đây là những kỹ năng ứng xử, kỹ năng xã hội. Những phòng ban, công ty luôn cần những nhân lực trẻ, khỏe và rẻ. Trích nguyên văn câu nói của một kênh YouTube mà tôi xem gần đây. Để làm những công việc bàn giấy thì không đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Đừng tưởng những việc như thế là vô bổ. Tôi xin cảm ơn tất cả những người đã trao cơ hội để tôi làm những công việc đó. Vì chỉ có làm những công việc đó thì tôi mới hiểu được đi làm là như thế nào, mới hiểu được một công ty vận hành ra sao và tất tần tật về quy trình của họ. Đừng sợ làm những công việc như thế, tất cả công việc đều đáng quý. Tôi đã từng rất sợ đi làm vì biết phải tiếp xúc với người lạ. Tôi nghĩ rằng ít nói như tôi thì làm sao mở miệng ra nói chuyện được. Trong công việc thì còn nói được chứ, nếu như nói chuyện xã giao thì tôi phải nói cái gì bây giờ? Hóa ra những con người chúng ta gặp ở nơi công sở đều có những vấn đề riêng của họ mà cần phải giải quyết. Họ không có nhiều thời gian để bàn tán hay là soi mói. Một là vì họ còn nhiều công việc phải làm trong quãng thời gian 8 tiếng ở công sở. Hai là họ còn nhiều việc cá nhân khác phải lo. Thế giới người lớn đa dạng là thế. Khi bạn là nhân viên nhỏ tuổi, mọi người sẽ dễ chịu với bạn hơn, khiếm ai tọc mạch bạn. Trái lại, họ sẽ cố gắng tạo một môi trường thoải mái để bạn học việc. Họ luôn là người chủ động trò chuyện với bạn, giúp đỡ bạn tận tình, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất. Có lẽ tôi may mắn khi trải qua một công việc đầu đời không sóng gió như thế. Nhưng tôi vẫn tin rằng thế giới có rất nhiều người tốt sẵn sàng giúp đỡ bạn, không hề vụ lợi. Và tôi cũng sẽ giúp đỡ những người khác, giống như cách mà tôi đã từng được giúp đỡ khi chân ướt chân ráo bước vào đời vậy. 3. Hãy làm hết sức cho chính bạn, chứ không phải cho ai cả. Tôi đã từng rất nản chí khi làm một thành phẩm mà không có nhiều người ở trong công ty đó nhận. Kể cả đó là ý tưởng của chị quản lý thì mọi người vẫn nhắm mắt làm ngơ. Làm ra mà chẳng có ai xem thì làm để làm gì? Tôi đã nghĩ như thế. Còn chị quản lý của tôi, chị bảo hãy cứ làm đi. Làm để mình học thêm điều mới, làm để mình vui, làm để phát triển kiến thức và để biết sai ở đâu mà còn sửa. Mãi đến tận bây giờ tôi mới hiểu những điều ấy. Khi đi thực tập và kể cả khi làm nhân viên chính thức, vẫn có những việc mà bạn cho rằng không cần phải làm hoặc làm để làm gì khi mà không có ai xem xét. Nhưng sao ta lại đợi một ai đó đánh giá, biểu dương, đón nhận hoặc chê bai thành quả lao động mà sao ta lại không tự đánh giá nó trước tiên đi? Không bổ ngang thì cũng bổ dọc. Bất cứ mọi việc mà ta làm, một khi có mục tiêu cụ thể
thì đều sẽ có ích vào một thời điểm nào đó. Chỉ là thời điểm của nó chưa đến mà thôi. Ngoài ra, thể hiện tốt ở kỳ thực tập có khi lại là tiền đề cho con đường tương lai của bạn. Ai mà biết được, khi bạn làm tốt một công việc thực tập còn con, thì bạn sẽ có những cơ hội lớn hơn. Ai mà biết được, một khi bạn đã làm hết sức mình, bạn sẽ được công nhận bởi cấp trên, và chính họ sẽ là người mở đường cho bạn trong những công việc tiếp theo. Không thiếu những trường hợp thực tập tốt thì được những người sếp hài lòng và họ sẵn sàng giới thiệu cho bạn những công việc khác. Xây dựng mối quan hệ là từ đây chứ còn đâu ra nữa. Thứ tư, thực tập có lương hay là không? Một chủ đề chưa bao giờ hết tranh cãi trên những diễn đàn mạng xã hội. Thực tập có lương hay không? Không lương nghĩa là bóc lột sức lao động đúng không? Chỉ có ngu mới đi làm không lương. Lương thực tập bao nhiêu là ít, bao nhiêu là nhiều? Trước khi bận tâm đến vấn đề lương thực tập thì bạn cần xem lại một điều là bạn đang có gì. Tôi và bạn có cái gì để thể hiện, để đem lại lợi ích cho công ty. Từ đó quy lại một điều, chúng ta cần phải biết mình. Nghĩa là biết mình có gì, chưa có cái gì. Từ việc biết mình dẫn đến việc tự tin, tin rằng bản thân mình làm được những việc được giao, tin rằng mình xứng đáng cho vị trí đó và tin rằng bản thân mình đáng giá. Tuy nhiên, nếu trường hợp bạn biết mình chưa có gì, nghĩa là chưa có nhiều kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức như một tờ giấy trắng giống như tôi ngày xưa vậy, thì tôi xin thành thật khuyên một điều, không cần quan tâm đến tiền lương khi mà đi thực tập. Sẵn sàng thực tập không lương nếu như bạn thực sự yêu thích lĩnh vực đó. Và khi trong tay chưa có một kiến thức, kinh nghiệm nào, kỳ thực tập không ít thì nhiều cũng sẽ mang lại những trải nghiệm quý giá mà không tiền bạc nào có thể mua nổi. Thực tập có lương hay không? Lương thỏa thuận, nghĩa là tiền ít lắm đúng không? Tôi sẽ kể một câu chuyện như thế này. Bạn của tôi đã đi làm part-time vào năm 3 đại học, gần một năm không lương. Kỳ quặc thật đúng không? Trên đời này có những con người ác thế sao? Bóc lột người khác thế à? Thời gian đầu, bạn ấy một mình một cõi, tự tìm hiểu các thông tin, các đề bài, tự đọc tài liệu, mặc dù rất ghét đọc những gì dài ngoằng và lại còn từng ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh. Thế nhưng bạn ấy vẫn ở đó. Tôi còn chẳng hiểu được vì sao bạn lại kiên trì đến vậy. Tôi không hiểu được điều gì đã níu chân bạn ở lại. Nhưng tôi dần nhận ra, nhờ đi làm, bạn hiểu được một cách sâu sắc những kiến thức ở trong trường lớp. Có thể nói bạn là một trong những người học giỏi nhất và cũng biết cách áp dụng bài vở vào thực tế nhất. Từ đây, bạn dần dần tìm ra lối đi riêng cho bản thân mình. Có thể nói, công việc không lương vào năm 3 đó chính là bước ngoặt cho cuộc đời bạn. Đến tận ngày hôm nay, bạn vẫn gắn bó với những con người ở đó. Bạn vẫn gắn bó với những con người ở đó. Dù trước đây, đã có lúc bạn bảo em sẽ không đến đây thường xuyên nữa. Nhưng bạn đã thể hiện rất tốt và họ không thể làm lơ được nữa. Có dự án mới, người ta đã gọi bạn trở lại vì người ta biết bạn giỏi, bạn tốt. Bạn bảo rằng nếu ngày học năm 3 không đến nơi đó, chắc có lẽ bây giờ bạn vẫn học hành lẹt đẹt, ra trường lẹt đẹt, kiếm đại một công việc nào đó mà không chắc là mình có thể theo đuổi được không, nó có phù hợp và có yêu thích nó hay không. Công việc này còn xây dựng cho bạn những tính cách tốt đẹp như là sự kiên trì, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm. Thời sinh viên thì đâu có gì mất ngoài thời gian đâu. Thế nhưng, các thực tập sinh của tôi cũng đừng lo lắng. Tôi thấy đa số các công ty luôn trả lương cho các thực tập sinh. Tùy theo từng công ty, đồng lương có thể rất nhỏ bé như là sự khuyến khích. Nhưng những gì bạn nhận lại là vô giá. Quan trọng nhất, bạn phải biết mình. Khi ấy, bạn sẽ có câu trả lời riêng của bạn. Thứ năm, đừng sợ thất bại. Kỳ thực tập của tôi không thành công là bao. Tôi làm việc không hiệu quả. Tôi không chịu được áp lực và tôi chỉ mong chạy trốn. Tôi không giữ liên lạc với bất cứ ai trong văn phòng. Sau khi kết thúc kỳ thực tập, tôi đã biến mất khỏi công ty, như thể Thanos đã làm cho tôi bay màu vậy. Tôi đã bị choáng ngợp khi nhảy từ môi trường học đường sang môi trường thực tế. Tôi đã tự cho mình khoảng thời gian xả hơi sau 3 tháng thực tập dài đằng đẵng. Và tôi lại sợ đi làm. Tôi sợ thất bại như lần đầu tiên. Thế nhưng, giờ đây, khi trải qua công việc thứ hai, tôi đã thoải mái hơn, tôi đã nghĩ thoáng hơn và tôi ít nghĩ vớ vẩn hơn. Thực tập là quãng thời gian quý giá để bạn va chạm cuộc sống thật, như lời chia sẻ của một tác giả mà tôi yêu thích. Không có đúng và sai, không có thất bại hay là nổi tiếc trong kỳ thực tập, bởi vì
dù đúng hay là sai, ta vẫn có lãi là những điều học được. Đi thực tập và đi làm cùng tôi nhé. Hãy bước ra ngoài kia và tìm lấy một nơi cho bạn. Vì bạn có biết rằng, phải có duyên với nhau lắm, thì bạn mới có dịp để gặp gỡ họ trong một chặng đường dài trải nghiệm cuộc sống. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên, thì hãy đăng nhập vào spareroom.com. Mình là Isa. Xin chào và hẹn gặp lại.